Các anh chị ơi, hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh chị một món nước tuyệt vời vào mùa hè, đó là nước cam Nha Đam Đường Phèn. Ở đây thì Nha Đam Đường Phèn là một cái thức uống vô cùng quen thuộc đối với các chúng mình rồi. Nhưng mà hôm nay em sẽ kết hợp với nước cam nhé. Các anh chị hãy theo dõi và nhấn đăng ký để nhận được những video mới nhất. Hãy cùng vào bếp thực hiện cái thức uống vô cùng bổ dưỡng, thơm và mát trong mùa hè này cùng với em nhé. Đầu tiên đây là cái phần nha đam này em đã chuẩn bị. Nếu mà mình nha đam nhà chồng ạ, mình có thể cắt trước khoảng một bổi, mình cắt trước đi cho nó ra bớt cái mủ này. Lúc mà em cắt nó ra nhiều cái mủ lắm, nên là mình cắt trước đi để đến bây giờ mình đến cái phần sơ chế nha đam nhé. Mình rửa sơ qua cái phần vỏ này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm này. Đây mình chuẩn bị một cái thao nước, mình cho vào khoảng một muỗng muối và chanh, nửa trái chanh. Chanh nó sẽ giúp cho cái nha đam của mình nó ra bớt cái nhớt và nó được giòn hơn. Đây là một cái cây nha đam, các anh chị mình cắt hai bên trước. Sau đó thì mình sẽ cắt cái phần mà nó lồi lên. Cắt hết cái phần màu xanh đi. Sau đó là mình sẽ khứa hạt lựu trước. Sau đó thì mình chỉ cần việc đưa dao cái phần nha đam ra thôi. Đây, vậy là mình đã được cái nha đam như thế này rồi, rất là đơn giản. Mình cho vào cái thau nước. Cách làm nha đam này thì cũng rất là đơn giản thôi. Con đừng đụng vào các cái mủ này nó ngứa đấy. Đây các anh chị và các bạn, vậy là mình đã làm xong cái phần sơ chế nha đam, là mình cho vào cái thau nước này, mình ngâm được chừng khoảng 15 phút rồi, nước muối với chanh đó. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra nhé. Ở cái công đoạn này thì các anh chị và các bạn chú ý là mình phải rửa lại thật là nhiều nước, thật là sạch luôn á. Mình cảm thấy cái khi mà mình sờ tay vào cái nha đam của mình nó không còn nhớt nữa là được. Vì nếu mà mình không rửa sạch thì cái nha đam của mình nó sẽ bị đắng và nó không giòn. Và cái mủ nha đam này cũng, nếu mình sơ chế không đúng cách thì nó cũng rất là độc, chứ nó không có tốt cho sức khỏe. Đây, sau khi em rửa được khoảng 5-7 nước cho cái nha đam của mình thật là sạch, mình sờ và mình thấy nó không còn nhớt nữa, thì có hai cách để tiếp tục các anh chị sơ chế cho xong cái nha đam. Một là các anh chị có thể mình cho nha đam vào nước sôi mình trụng khoảng 2 phút là mình đun lên, còn không thì như em là em sẽ đun nước sôi và em cho vào cái nha đam của mình. Chị xả lại nước lạnh luôn. Đây, vậy là em đã sơ chế xong cái phần nha đam. Cái phần nha đam này thì giờ các anh chị mình có thể là mình cho một ít đá lên trên để cho nó tạo cái độ giòn cho cái nha đam của mình. Và mình có thể đi nấu chè làm nước nha đam Đường Phèn. Và bây giờ thì mình sẽ làm đến cái phần nước cam nha đam Đường Phèn nhé. Mình cho vài cục đá vào đây cho cái nha đam của mình nó được giòn. Đây, em cho lên bếp khoảng 1,5 lít nước. Tùy các anh chị muốn uống nhiều thì mình cho nhiều nhé. Hôm nay em cho hơi đặc á. Ở đây Đường Phèn thì em không muốn uống ngọt nhiều, em cho khoảng 100g Đường Phèn thôi.
5 muỗng này là đủ 100g và cái muỗng này lớn. Anh chị có thể nêm nếm cái lượng đường tùy thuộc vào cái khẩu vị của gia đình nhé. Và một chút xíu muối bằng đầu đũa để nó dằn lại cái độ ngọt. Trong khi đợi cái phần nha đam đường phèn thì mình sẽ đi vắt nước cam. Đây, em toàn là mua rất là nhiều cam để cho cả gia đình uống nước ấy. Nên là mình khi nào cũng có sẵn cam. Đây, mình sẽ đi rửa đi và mình vắt nước. Khi cái nước nó sôi lên như thế này thì mình sẽ cho cái phần nha đam của mình vào. Nha đam nó sôi lên như thế này thì mình tắt bếp liền luôn nhé. Nấu mình không cần nấu lâu, chỉ cần nó sôi lên là được rồi. Mình để cho nha đam của mình nó nguội thôi. Cái nước đường phèn mà nha đam em để nó nguội rồi và mình cho ra cái này để lát em bỏ tủ lạnh á. Nước cam thì mình vắt thôi, mình vắt nước cam. Và bây giờ thì mình cho nước cam vào đây. Cái tỷ lệ nước cam với nước đường phèn nha đam thì tùy thuộc các anh chị nhé. Ở đây thì em thích nhiều cái mùi nha đam thì mình cho nhiều nha đam. Còn mình thích nhiều nước cam thì mình cho nhiều nước cam. Con ạ. Bé nhà em nó đang hỏi là màu gì. Đó. Vậy là mình đã làm xong cho cả nhà một cái thức uống giải khát rất là tốt trong mùa hè. Vậy là em đã hoàn thành xong cái nước cam nha đam đường phèn rất là thơm ngon. Các anh chị ơi, mình nếu mình có lá dứa hoặc là cái có hay còn gọi là lá cơm nếp để nấu xôi á thì mình có thể cho vào mình nấu cái nha đam đường phèn nhé. Ở đây em không có nên là hôm nay tại đang giãn cách xã hội á, em không đi chợ mua được cái lá dứa nên là em đã cho một ít cái vani nước vào đây để cho nó tạo cái mùi thơm. Mà kể cả mình không có lá dứa hay vani thì mình cũng hoàn toàn mình có thể nấu như thế này. Uống cũng rất là ngon rồi. Ngày hè như thế này thì những cái món nước uống mà vừa tốt cho sức khỏe mà lại mát mẻ như thế này thì cả nhà và đặc biệt là các bé rất là thích. Mình uống để nâng cao cái sức đề kháng và có thêm nhiều sức khỏe cho cả nhà nhé. Video thực hiện cái nha đam đường phèn nước cam của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Em cảm ơn các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh. Các anh chị nhìn thấy cái nha đam nó nổi lên trên á, thì rất là hấp dẫn luôn.